để người già thật sự sống qua những ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn. Khi tuổi về chiều, lúc già họ hoan hỷ, họ vui vẻ, thì công đức này rất to lớn. Chỉ tiếc là không ai biết. Nhưng người học Phật thì hiểu rõ, người già khi lâm chung trong lòng bình an, không có lo lắng, không có vướng bận, không có oán hận, nhất định được sanh vào chỗ tốt. Như cõi trời, cõi người, nếu khi họ lâm chung oán hận đầy người, đời này đối với xã hội họ đã cống hiến rất nhiều, nhưng lúc về già không được người quan tâm. Chỉ cần họ có oán hận, đại đa số đều đọa vào địa ngục súc sanh. Quý vị thử nghĩ xem, lúc tuổi về già có thể giúp họ tâm tình vui vẻ, cũng chính là nói giống như đem họ từ trong ác đạo mà đưa lên thiên đường vậy. Công đức này lớn biết bao nhiêu. Tôi tham quan viện dưỡng lão, họ mời tôi nói chuyện, tôi đều tán thán nhân viên phục vụ ở đây. Họ là thiên sứ, họ không phải người phàm, tận tâm tận lực hiếu thảo người già như cha mẹ của mình. Chính là họ đem người già này từ ác đạo đưa lên thiên đường. Công đức này rất lớn. Còn người niệm Phật giúp họ giảng sanh, từ phàm phu đưa họ đến Phật đạo và thành Phật, công đức này to lớn biết bao. Không có gì có thể so sánh với công đức này. Những việc này, những đạo lý này chỉ có Phật mới hiểu. Thứ ba, bệnh thọ khổ thống là khổ vì bệnh. Kinh nghiệm về bệnh khổ này ai cũng có, đặc biệt là người thời nay. Vì sao? Ẩm thực không sạch, nước không sạch. Người bây giờ thật đáng thương, không khí cũng không trong lành. Tôi vừa mới xem một phần tư liệu, phần tư liệu này viết về trận động đất của Nhật Bản. Nhà máy điện hạt nhân ở Phúc Đảo, vật chất bị cháy ra ngoài đã trôi đến Bắc Châu Mỹ. Đây là trôi theo luồng gió, chính là sự phát xạ. Đây là sự việc rất phiền phức. Bây giờ rất nhiều người lo lắng, sợ động đất này ảnh hưởng đến núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ là một núi lửa, sợ núi lửa này bộc phát. Thủ tướng tiết lộ một nguy cơ, dự tính rất kỳ,
Đông Nhật Bản toàn bộ hủy diệt. Đây là tiêu đề Thủ tướng Nhật Bản nói. Họ sợ nếu núi lửa Phú Sĩ này một khi bộc phát sẽ liên đới đến rất nhiều núi lửa bộc phát. Như vậy thì đông bộ của Nhật Bản sẽ tiêu. Nhà máy điện hạt nhân bài tiết ra những khí thải này cũng đồng nghĩa như phóng xạ của nguyên tử đơn vậy. Nó theo gió bay đi, sự tổn hại đối với con người rất lớn. Nhìn sự ảnh hưởng của mấy ngày này, nếu không ngừng thì còn có núi lửa bộc phát, có thể phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản có thể ảnh hưởng cả Bắc Bán Cầu. Bây giờ châu Mỹ đã ảnh hưởng thì châu Âu cũng không tránh khỏi. Sự việc rất phiền phức. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều quốc gia tiên tiến đều có nhà máy điện hạt nhân. Một nhà máy điện hạt nhân là đồng nghĩa có một viên đạn nguyên tử ở đó. Động đất sẽ phá hoại nó. Trong kinh Phật dạy, sinh mạng vô thường, quốc độ nguy hiểm. Bây giờ dùng những lời Phật dạy trong kinh để hình dung thế giới này thì không sai chút nào. Tai nạn làm sao hóa giải? Thật sự có thể hóa giải, nhưng mọi người không tin tưởng phương pháp nào. Chân thật niệm Phật, dùng tâm chân thành và thành tâm niệm Phật. Nhưng không ai tin. Niệm Phật có hiệu quả lớn như vậy chúng ta tin tưởng. Tại sao chúng ta tin tưởng? Vì chúng ta đã thấu triệt lý luận. Về sự, chúng ta cũng đã thấy rất nhiều bằng chứng. Nó không phải giả. Một người niệm Phật, người niệm Phật chân chánh, người thành tâm thành ý, nhất tâm niệm Phật. Mấy năm trước ở tiểu viện Sơn Tây, hơn 40 người đều mắc bệnh ung thư, bị bệnh viện tuyên bố tử hình, thọ mạng chỉ còn 2-3 tháng. Chính họ cũng đã biết nên thật sự buông bỏ, thành tâm niệm câu Phật hiệu cầu sanh tịnh độ. Niệm đến 3 tháng đi tái khám thì tế bào ung thư không còn nữa. Đây là công đức niệm Phật. 10 năm trước, Lưu Tố Dân bị lao da ban đỏ, nghiêm trọng hơn cả ung thư. Bác sĩ nói với cô ta bị bệnh này lúc nào cũng có thể tử vong, khuyên cô ta nên có tâm lý chuẩn bị. Do đó cô ta buông bỏ tất cả, thật tâm niệm Phật, mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng. Ngoài 10 tiếng nghe kinh ra, còn lại là niệm Phật. Cô ta cũng niệm 3-5 tháng là đi tái khám thì bệnh không còn, mụn độc đã lành, đến sẹo trên mặt cũng không nhìn thấy.
Bác sĩ rất kinh ngạc, cô làm sao mà lành bệnh? Cô dùng thuốc gì? Cô ta nói tôi không dùng thuốc gì cả, chỉ niệm Phật thôi. Bác sĩ tin cô ta nói. Bác sĩ dựa vào đâu mà tin cô ta? Suốt đời cô ta chưa từng nói dối. Điều này không phải ai cũng làm được. Suốt một đời đối với bất cứ ai đều nói lời chân thật. Từ trước đến nay chưa từng nói giọng ngữ. Nên ở Đông Bắc mọi người đều biết cô ta. Lời cô ta nói ai cũng tin. Niệm Phật cũng niệm rất tốt. Trong kinh Phật cũng có những đạo lý này. Các nhà lượng tử lực học cũng thừa nhận đạo lý này. Ý niệm có thể thay đổi cảnh giới bên ngoài. Nên ý niệm cũng có thể thay đổi tổ chức tế bào trong thân thể của chính mình. Ý niệm bất thiện thì nó sẽ biến thành bệnh độc. Ý niệm thuần tịnh thuần thiện thì độc bệnh sẽ phục hồi trở lại bình thường. Tất cả là tự nhiên, không cần dùng bất cứ thuốc gì. Đã có không ít người chứng minh cho chúng ta thấy điều này. Trong kinh nói không chỉ trị thân thể này của chúng ta mà còn giúp môi trường. Môi trường trên địa cầu này có thiên tai, ý thức tập thể có thể hóa giải được thiên tai. Nhưng phải thật tâm niệm Phật. Tâm chân thành niệm Phật có thể hóa giải thiên tai trên địa cầu. Nên lần này hai vị quan chức người Nhật công khai nói với mọi người thiên tai từ đâu mà có? Do tâm và hành động bất thiện cảm dời nên. Nếu tâm và hành động chúng ta thiện sẽ không có thiên tai. Thứ tư, tử bi phân tạng là tử khổ. Thân thể này bốn đại bị phân tán, với quyến thuộc đời này cũng đều bị phân tán. Đời sau mỗi người đều tùy theo nghiệp lực của mình mà luân chuyển, tự mình không làm chủ được. Người có định lực tự mình có thể làm chủ, người không có định lực không làm chủ được. Nếu chúng ta một đời hành thiện, tâm thiện, hành động thiện thì sẽ sanh đến chỗ thiện. Tâm và hành động bất thiện sẽ sanh đến chỗ bất thiện. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là những chỗ bất thiện. Con người niệm Phật chân chánh thì sanh đến thị giới Cực Lạc. Người có tôn giáo tín ngưỡng, tôn giáo chân chánh, họ có thể sanh lên thiên đường, giả thì không được. Sanh lão bệnh tử là điều tất cả mọi người không ai tránh khỏi. Bất luận là nam nữ già trẻ, phú quý bần tiện, tất cả đều phải chịu quy luật sanh lão bệnh tử. Ngoài điều này ra, cái thứ năm là
ái biệt ly khổ. Ái tác dục hợp thiên ly. Người mà ta thích, việc mà ta thích, vật mà ta thích, ta muốn nó không bao giờ xa rời thì nó nhất định phân ly. Thường sở thân ái chi nhân, quay di ly ta, bất đắc cộng sự, thị danh ái biệt ly khổ. Tình hình này ngay trước mắt, nhưng không có cách nào khác. Một đời chúng ta luôn muốn có hoàn cảnh an định để tu tập cho tốt, nhưng không có cơ duyên này. Trong đời tôi chỗ ở lâu nhất chính là Singapore 3 năm rưỡi, nhưng vẫn phải biệt ly. Đủ duyên thì hết duyên thì đi. Hợp tan vô thường. Ngày xưa tôi ở Mỹ, ở Canada, nơi những thành phố lớn này mỗi năm đều đi quanh một vòng. Mỗi nơi, nếu thời gian dài như ở Unkawa, mỗi lần đi là ở 1 tháng. Còn mấy chỗ khác ở khoảng 1 tuần đến 2 tuần. Hơn 10 mấy thành thị như vậy. Muốn ở một nơi nhất định cũng không được. Chỗ nào mời thì phải đến chỗ đó. Đến Âu Châu, các khu vực khác trên thế giới vẫn phải đi. Nhưng cũng không lâu dài. 2 năm nay ở Hồng Kông, thời gian dài một chút, khoảng hơn 1 năm. Phật pháp là tùy duyên, không miễn cưỡng chút nào. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Nhưng chính mình tu thành mới có năng lực này. Nếu chính mình chưa thành tựu thì duyên này sẽ không có. Duyên này cũng bất đắc dĩ. Nếu không có phước báo, hãy xem các bậc cổ đức xưa nay ở trên núi 10 mấy năm không hạ sơn. Không cần nói điều gì khác, công phu thiền định của họ cũng đáng để người khác kính phục. Nhân định thì tâm họ sẽ thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì trí huệ sẽ sanh. Cùng một đạo lý đó, thiên tai dồn dập, quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là ta phải định. Trong đại thiên tai,
tâm phải định, không bị loạn. Loạn sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi. Định sẽ sanh trí huệ. Trí tuệ có thể giải quyết vấn đề. Lo sợ không thể giải quyết vấn đề. Nên thiên tai càng lớn, tâm càng phải định, càng phải giữ được bình tĩnh, không bị hoàn cảnh bên ngoài làm rối loạn.